lũ trên sông Hồng đang xuống nhanh. Tuy nhiên, vùng ngoài đê vùng sông Hồng rút nước sau 2 đến 3 ngày tới. Riêng vùng trũng thấp ở Trương Mỹ Hà Nội ven sông Bùi từ 10 đến 13 ngày, sông tích khoảng 7 đến 10 ngày. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hồng khu vực thành phố Hà Nội đang xuống nhanh. Mực nước đo được vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội 10,02 m dưới mức báo động 2 0,48 m. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông Hồng, khu vực Hà Nội sẽ dần được cải thiện. Tính đến hết ngày 13 tháng 9, một số các khu vực tại các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai nước đã rút. Ngay khi nước tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn Hà Nội rút, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội đã tiến hành giả soát kiểm tra hệ thống điện, nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân sử dụng đảm bảo an toàn, ổn định. Với phương châm nước rút tới đâu, cấp điện trở lại tới đó, ngành điện Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra giả soát lại hệ thống điện. Bên cạnh đó, các thợ điện thủ đô cũng hỗ trợ tuyên truyền người dân đảm bảo an toàn điện trong gia đình tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đối với các khu vực còn ngập sâu, bị cô lập trên địa bàn huyện Trương Mỹ, Quốc Oai, Sóc Sơn, EVN Hà Nội tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng triển khai các giải pháp cung ứng điện an toàn. EVN Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định trên địa bàn thủ đô. Mực nước trên sông Hồng và sông Đuống đã rút xuống thấp hơn. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR, đường sắt đã thử tải an toàn qua cầu Long Biên và cầu Đuống. Để kiểm tra mức độ an toàn trước khi cho tàu chạy trở lại qua cầu Đuống và cầu Long Biên, ngành đường sắt đã tiến hành thử tải an toàn cho chạy tàu qua các cầu nêu trên. Kết quả thử tải an toàn và có thể đảm bảo cho tàu chạy. Đoàn tàu hàng chạy với tốc độ 5 km/h qua cầu Long Biên và cầu Đuống an toàn từ Yên Viên về ga Long Biên sau đó tàu nông tốc độ chạy ngược lại về Yên Viên. Sau khi chứng nhận chạy thử tài an toàn, các đoàn tàu qua cầu bình thường. Từ ngày hôm nay 14 tháng 9, tuyến Hà Nội Hải Phòng hoạt động trở lại bình thường. Hàng ngày sẽ có 4 đôi tàu khách chạy tại ga Hà Nội hoặc Long Biên đến ga Hải Phòng và ngược lại. Do nước lũ lên cao và lưu tốc dòng chảy lớn, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 quyết định tạm dừng phương tiện thủy lưu thông qua 7 cầu trên một số tuyến đường thủy quốc gia tại Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh theo đó tạm đóng luồng tạm dừng phương tiện thủy lưu thông qua các cầu gồm cầu dinh nối thị xã kinh môn hải dương và huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cầu hiệp thượng trên sông kinh thầy tại thị xã kinh môn cầu triều bắc qua sông kinh thầy nối thị xã kinh môn và thị xã đông triều quảng ninh cầu đá vách cầu hoàng thạch bắc qua sông mạo khê nối thị xã kinh môn với thị xã đông triều cầu thái bình trên sông thái bình tại huyện thanh hà huyện tứ kỳ tỉnh hải dương cầu Hàn ở sông Thái Bình, đoạn qua thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngoài các cầu trên, đến thời điểm hiện tại, Tri Cục Đường Thủy Nội Địa khu vực 1 cũng đã thông báo cấm tàu thuyền lưu thông qua một số các cầu, cụm cầu khác. Đáng chú ý, tuyến đường thủy quốc gia dài 3 km trên sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng hiện đã đóng luồng tạm dừng cho các phương tiện thủy lưu thông để phòng chống lũ. Trong khi đó, tuyến kênh đào Nghĩa Hưng nối sông Đáy và Ninh Cơ tỉnh Nam Định sau vài ngày đóng luồng hiện đã được vận hành trở lại. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 13 tháng 9 tăng mạnh theo giá vàng thế giới, đắt thêm nửa triệu đồng một lượng sau một đêm, lập kỷ lục mới ở mức 79, triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, kéo giá vàng nhẫn tăng mạnh, có thương hiệu nâng giá vàng nhẫn thêm nửa triệu đồng, tiến sát giá vàng miếng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC tăng mạnh giá vàng nhẫn thêm nửa triệu đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch sáng nay ở mức giao dịch 77,8 đến 79,1 triệu đồng trên một lượng chiều mua và bán, tăng 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji điều chỉnh tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và tăng 450.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Doji đầu giá sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9 số 9 ở mức 77,9 đến 79,1 triệu đồng trên một lượng chiều mua và bán ra. Mức 79,1 triệu đồng trên một lượng là giá cao nhất đến nay của vàng nhẫn 9 số 9 trong nước. So với phiên giao dịch đầu năm, giá vàng nhẫn SJC đến nay đã tăng 15,9 triệu đồng trên một lượng chiều mua và tăng 16,15 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Trong khi đó, Giá vàng miếng SJC vẫn đứng im. Vàng miếng SJC hiện được các thương hiệu giao dịch quanh vùng giá 78,5 đến 80,5 triệu đồng trên một lượng chiều mua và bán. Giá vàng nhẫn đang tiến lên rất sát giá vàng miếng, hiện giá vàng nhẫn SJC chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC 700.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa mua và bán ra của vàng nhẫn SJC hiện là 1,3 đến 1,4 triệu đồng trên một lượng. Còn khoảng cách giữa giá mua và bán ra của vàng miếng SJC hiện là 2 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn tăng mạnh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Thị trường bất động sản thổ cư tại Hà Nội đang giao dịch sôi động với sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng giao dịch. Đặc biệt là tại khu vực phía Đông và phía Tây đã ghi nhận 2.300 giao dịch trong tháng 8. Theo tình hình chung của thị trường nhà thổ cư cũng có phần là tăng giá, nhưng không có dấu hiệu tăng nóng trong một vài tháng mà tăng đều đặn và ổn định hơn. Với nhà thổ cư, việc dừng mua không tác động tới việc chủ nhà sẽ giảm giá. Chủ nhà chỉ giảm giá khi họ đang rất cần tiền để đầu tư cho một việc khác. Cụ thể, trong tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch năm 2024, thị trường bất động sản thổ cư ghi nhận khoảng 3.300 giao dịch. Con số này chỉ giảm nhẹ so với các tháng trước đó, cho thấy rằng giao dịch diễn ra rất sôi động, mặc dù truyền thống tháng Ngâu thường là thời điểm giao dịch kém. Bên cạnh đó, về giá cả, thị trường bất động sản thổ cư đang ghi nhận xu hướng tăng giá ổn định. Cụ thể, tại các khu vực nội thành, giá thổ cư lên tới khoảng 100 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, ở khu vực ngoại thành, mức giá giao động từ 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Nhu cầu mua nhà vẫn duy trì cao, phần lớn người mua là những người có nhu cầu thực về nhà ở. Tuy nhiên, tình hình tìm kiếm nhà thổ cư ở các khu vực nội thành vẫn khó khăn, với lượng cung thấp hơn cầu và những căn nhà có giá từ 3 đến 4 tỷ đồng bắt đầu khan hiếm. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2024, thị trường bất động sản thổ cư ghi nhận khoảng 23.000 giao dịch, vẫn tập trung chủ yếu tại khu Đông và khu Tây. Thưa quý vị, cơn bão số 3 Yagi là cơn bão lớn gây ra những thiệt hại về cơ sở vật chất phục vụ du khách, khiến việc đón tiếp khách tham quan trên Vịnh Hạ Long phải tạm dừng. Sau bão, rất nhiều cơ sở du lịch thiệt hại và phải sửa chữa lại. Theo thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, từ ngày 13 tháng 9, các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long hoạt động bình thường trở lại, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Những ngày qua, bác quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương, khẩn trương tập trung lực lượng, khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Đến nay, một số điểm tham quan đã đủ điều kiện đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Bác quản lý Vịnh Hạ Long thông báo việc tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan tại các điểm đủ điều kiện là tuyến số 1 điểm thông quan thiên cung đầu gỗ, tuyến 2 điểm thông quan sừng sốt, hang luồn ti tốp, tuyến 5 trừ Bà hang. Bên cạnh đó, các điểm lưu trú nghỉ đêm cũng đã đủ điều kiện để đón khách là hòn 587, nhà lát, hang luồn, điểm trung chuyển xuống cao tốc hòn cát lán. Thời gian đón khách tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 13 tháng 9, các điểm tham quan còn lại trên Vịnh Hạ Long, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng để khẩn trương khắc phục hậu quả sâu bão và sẽ tổ chức thông báo đón tiếp khách trở lại trong thời gian sớm nhất.